Giờ tôi đang chia sẻ với các bạn làm thế nào làm phép báp têm, làm thế nào được đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy lắng nghe. Đầu tiên, các bạn cần phải lắng nghe lời nói của tôi với tất cả tấm lòng mà không cầm giữ sự hờn giận. Sau đó, hãy nói với chính mình bằng những lời thơ vịnh, thi thiền, thánh ca ở trong lòng khi các bạn lắng nghe tôi nói. Vì không có tấm lòng trung lập, bạn không thể nói rằng tôi không muốn nói chuyện. Nếu bạn không nói thì tâm linh của bạn sẽ nói. Phải có điều gì đó đang xảy ra trong lòng. Đừng để tâm linh điều khiển bạn. Bạn phải điều khiển tâm linh của mình. Tôi phải điều khiển tâm linh mình đang khi nghe TB Chosso nói. Tôi phải điều khiển tấm lòng của mình. Hãy nói chuyện với chính mình qua thi thiên, thánh ca, nhạc thánh. Hãy tạo ra những điệu nhạc ở trong lòng cho Chúa chờ. Nhưng có bao nhiêu tấm lòng bây giờ đang tiếp cận, tương tác như vậy? Các bạn thì nhìn vào quần áo tôi đang bận, nhìn vào đôi giày của tôi, nhìn vào cà vạt của tôi. Ô, ông này không biết thắt cà vạt. Vâng, tôi biết lòng của các bạn. Hãy nói với lòng mình, tôi biết các bạn nghĩ gì, chỉ vì tôi không có thời giờ nói ra. Có rất nhiều điều xảy ra trong lòng của các bạn. Làm sao ông mục sư này lại bận bộ đồ này? Đừng lo lắng điều đó. Có rất nhiều sự suy nghĩ ở bên trong lòng của các bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp hôm nay? Đừng để tấm lòng của bạn nói chuyện bạn, điều khiển bạn. No, là tín đồ Đấng Christ, bạn phải nói chuyện ở trong lòng mình bằng những thơ thánh, thánh ca, nhạc thờ phượng. Hãy tạo ra những âm điệu nhạc thờ phượng Chúa Trời bên trong lòng. Đó là thế nào bạn nhận được? Ngay khi bạn làm chủ được tấm lòng, thì bạn đang sắp sửa nhận được. Vì bạn đã không điều khiển được tấm lòng của mình, tấm lòng của bạn nhảy tung tăng lên xuống. Nhiều việc xảy ra trong lòng. Ôi, tin kinh doanh của tôi, ôi, thời gian của tôi. Nhiều khi bạn không cần phải đi vệ sinh, đặc biệt là khi bạn bệnh tiểu đường. Nhưng vì bạn không làm chủ được tấm lòng của mình, khi có nhiều việc xảy ra trong lòng, bạn nói tôi không muốn đi vệ sinh hôm nay, thì thình lình bạn lại muốn đi nhà vệ sinh. Tôi không muốn ăn hôm nay, thì thình lình bạn lại muốn đi ăn. Tôi không muốn gọi điện thoại cho anh của tôi hôm nay, thì thình lình bạn lại dùng điện thoại. Trận chiến thật sự của chúng ta là ở trong lòng. Muốn, không muốn, làm, không làm, được, không được. Nếu bạn có thể làm chủ tấm lòng của mình, thì không điều gì giới hạn bạn được ngoại trừ bầu trời. Hãy nói với người bên cạnh, nếu bạn làm chủ được tấm lòng của mình, thì chỉ có bầu trời mới giới hạn bạn mà thôi. Khi các bạn nhìn tôi, nhưng tấm lòng của bạn có nhiều việc nói muốn gì thì nói. Đừng để tình trạng như vậy xảy ra. Bạn nhìn tôi, bạn cần phải làm chủ tấm lòng của mình qua những lời thơ thánh. Hãy cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Cho con sự trung tín của Chúa nhiều hơn, tử tế tốt lành của Chúa nhiều hơn. Nhiều lời kinh thánh, thơ thánh, thơ vịnh, thánh ca. Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Nếu chỉ có thể nói tên Giê-xu thôi thì cũng được. Hãy định vị con bởi sự thương xót của Ngài. Hãy tìm ra vị trí của con bởi sự thương xót của Ngài. Hãy giao quả tim của bạn một công việc làm. Hãy cho tấm lòng của bạn một công việc để làm. Nếu bạn không giao tấm lòng của mình một công việc để làm thì tự nó sẽ đi kiếm việc làm. Lòng của các bạn có thể nói rằng, hãy nhìn kìa các kiểu mẫu mới, cách ăn mặc mới. Kìa một người phụ nữ đẹp, kìa một chàng trai đẹp. Ôi, hãy nhìn nhà thờ, có nhiều sự thay đổi. Ô, đèn đuốc, oh my God. Lòng của bạn lang thang khắp nơi. Sứ điệp đang ban cho bạn, thì lòng bạn lại hỏi, đồ ăn hôm nay, tôi có được ăn không? Nhà thờ đẹp quá. Hãy nhìn đàn ông này, đôi giày của ông ấy đẹp quá. Tôi nghĩ tôi biết mua nó ở đâu. Tôi thấy có người chạy xe đẹp, xe đẹp, tôi sẽ chụp hình xe đó. Lòng của các bạn lang thang khắp nơi.
Đây là điều khiến bạn gặp khó khăn, khiến bạn bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, là lý do bạn không cảm nhận được Thánh Linh. Hãy nói chuyện với tấm lòng của mình, hãy khiến nó trở nên bận rộn. Đây là đời sống của tôi. Đây là lý do khi tôi đi, có khi tôi không để ý bạn đang đi ngang qua tôi. Đó là vì tôi đang bận rộn bên trong lòng, không phải là tôi không đón tiếp các bạn. Nhiều khi tôi đang xem bóng đá trên truyền hình. Bạn nghĩ rằng tôi đang xem bóng đá. Mắt tôi thì xem, nhưng lòng tôi thì cầu nguyện. Hãy cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Và thình lình tôi la lên, Jesus! Có lẽ có cầu thủ nào đang bị thương ở sân cỏ, và bạn nghe tôi la lên, Jesus! Có nghĩa rằng những gì tôi nói là xuất phát từ tấm lòng. Và nhiều trong khi đang ngủ, tôi vẫn giữ tấm lòng mình bận rộn. Tôi giao tấm lòng mình việc làm, chứ không phải tấm lòng giao tôi việc làm. Còn các bạn, tấm lòng thì giao các bạn việc làm. Khi tôi đang ngủ, bạn tưởng rằng tôi đang ngủ, nhưng thật sự đó chỉ là thân xác của tôi. Bạn đến tấn công tôi la lên, Jesus. Nhưng còn các bạn thì, người yêu ơi! Người yêu nào? Người yêu có thể giúp bạn được không? Người yêu sẽ hỏi bạn chuyện gì xảy ra? À, không có gì cả. Những người này, trong giấc mơ bạn là, hãy tránh tôi ra, tránh tôi ra. Tránh tôi ra. Người yêu quý ơi, vợ yêu quý ơi, chuyện gì xảy ra? Tên Chúa Giêsu bây giờ là tránh ra. Đây là đời sống các bạn đang sống. Ngay cả trong xe hơi thì xe hơi bạn sắp sửa bị đụng, thì bạn la lên, vợ yêu ơi, vợ yêu có thể giúp bạn được không? Vì bạn không có thói quen như vậy. Cuối ngày, trong giấc mơ, kẻ thù cho bạn đồ ăn ăn, hay là tai nạn xe cộ xảy ra trong mơ, bạn la lên Jesus. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, sao bạn lại kêu danh Jesus? Hallelujah. Vâng, đừng quên sứ điệp hôm nay là làm thế nào để đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lời Chúa và Thánh Linh không thể nào tách ra được. Hợp thành, hợp nhất, không thể tách ra được. Nghĩa là sống chung với nhau, chung với nhau. Lời Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời, bạn không thể tách ra làm hai được. Bạn kêu danh Jesus, nhưng bởi thẩm quyền gì mà bạn kêu danh Jesus? Ngôi lời và Thánh Linh Chúa không thể tách ra được, nhưng phải hợp chung với nhau. Nếu bạn muốn sống trong Thánh Linh, nói trong Thánh Linh, cười trong Thánh Linh, ngủ trong Thánh Linh, ăn trong Thánh Linh, thì hãy giữ lời Chúa, sống trong lời Chúa, cư ngụ trong lời Chúa, và trở nên thấm, ngắm, tẩm trong lời Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy mình được tuôn tràn Thánh Linh Chúa. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng nếu bạn muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh, muốn sống trong Thánh Linh có nghĩa là đầy dẫy Thánh Linh. Sống trong Thánh Linh có nghĩa là sống với Chúa Giêsu. Sống trong Thánh Linh là sống với Chúa Giêsu. Sống trong Thánh Linh là sống với Chúa Giêsu. Hãy nói với người lân cận rằng nếu bạn muốn sống trong Thánh Linh, thì hãy gìn giữ lời Chúa, cư ngụ gắn bó với lời Chúa, hoàn toàn thấm, ngắm, tẩm, đầy dẫy lời Kinh Thánh, thì bạn sẽ tự thấy mình tuôn tràn bởi Thánh Linh. Không phải là tuôn đổ, mà là tuôn tràn đầy Thánh Linh, đổ tràn ra ngoài.
Tôi muốn nói lại điều này bởi vì tôi không muốn sứ đẹp của tôi lãng phí. Tôi không phải là người giảng thuyết. Tôi chỉ truyền đạt sứ đẹp mà Chúa Trời muốn tôi nói với các bạn. Việc gì đang xảy ra trong lòng của các bạn bây giờ? Madame, khi bà đang ngồi ở đây, cô cần phải làm chủ tấm lòng của mình. Nếu cô không làm chủ tấm lòng của mình, thì lòng của cô sẽ nhảy lên xuống. Cô sẽ thấy có người ở đằng kia, có người đang nói chuyện ở đằng nọ, và có người đang nói chuyện ở đằng nọ. Cô nhìn ông TB chót xua. Ồ, đây là quần áo đẹp. Cô cần phải làm chủ lòng của mình. Ngay bây giờ hãy nói chuyện với lòng của mình bằng thánh ca, thơ thánh, thi thiên. Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Hãy cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Ca ngợi Chúa, hãy tạo ra điệu nhạc mới cho Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ. Oh, look. Hãy định vị con bởi sự thương xót của Ngài. Look at me, your mercy, look at me, your mercy, Lord. Look at me, your mercy, look at me. Hãy để lòng bạn bận rộn hướng về Chúa Trời. Thì chẳng bao lâu bạn sẽ thấy mình bắt đầu nói tiếng lạ, thấy mình trong cảnh giới thuộc linh khác. Amen. Không phải chỉ tình nguyện ở trong nhà thờ, nhưng ở nhà. Khi trong những giờ nghỉ ngơi, khi bạn đang ăn uống, hãy tìm con bởi sự thương xót của Ngài. Không phải nói bằng miệng, nhưng nói bằng lòng. Lòng của bạn đang tương tác. Hãy định vị con. Hãy cắt bớt con cho con Chúa nhiều hơn. Lòng của các bạn cần phải tương tác, tham dự. Đó là cầu nguyện. Nhưng sự cầu nguyện của các bạn ngày hôm nay không phải là cầu nguyện. Nếu bạn muốn cầu nguyện thật sự, thì lời cầu nguyện thật sự là trong lòng bạn tham dự, tiếp cận, tương tác. Hãy cắt bớt con và cho con Chúa nhiều hơn. Đó là lời cầu nguyện. Đó không phải lời cầu nguyện của các bạn. Đó không phải là cầu nguyện. Bạn chỉ đang nói chuyện với chính mình mà thôi. Đó là vì sao cầu nguyện của bạn không nhận được sự trả lời. Lời cầu nguyện thật sự là khi lòng của bạn tham dự, tương tác. Bạn sẽ không đi đến nơi mà Chúa Giê-xu không được hoan nghênh đến. Bạn sẽ không nói những gì Chúa Giê-xu không muốn bạn nói. Chúng ta đang nói về vấn đề làm thế nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cô khỏe không? Thank you Jesus. I'm healed. Thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Thank you Jesus. I'm healed. El hombre de Dios está ahora. Khi bạn học hỏi về cách chữa lành qua màn truyền hình Emmanuel TV, đó là vì tôi muốn các bạn nghe tôi nói gì ở trong lòng. Nên bạn nghe tôi nói, hãy đứng dậy và bước đi trong danh Giê-xu. Vì tôi muốn bạn nghe tôi nói gì và bởi thẩm quyền gì tôi sử dụng. Đáng lý ra điều đó không cần thiết. Đáng lý ra bạn không nghe tôi nói gì bởi vì tôi kêu mang thai lời của Chúa Trời trong lòng. Tôi mang thai. Tôi kêu mang lời của Chúa. Cho nên tôi chỉ cần thở ra. To breathe. Breathe it out. Thôi, chỉ cần như vậy thôi. Bạn có thể kêu mang thai lời Chúa Trời được không? Đây là vì sao chúng ta cần sự tỉnh nguyện. Suy gẫm mang thai lời Chúa Trời. Khi bạn không biết ai là ai, nhưng khi bạn mang thai lời Chúa, thì tất cả những gì ở bên trong bạn, bên ngoài bạn đều là lửa. Bạn cần trở nên thấm, ngấm, tẩm lời Chúa Trời. Tất cả những sự giả tạo trong danh Giê-xu, trong danh Giê-xu này nọ, hãy được lành này nọ. Trong giờ cầu nguyện chung, tôi phải nói để các bạn có thể nghe mà lặp lại theo tôi. Tôi phải nói ra để các bạn có thể nghe mà lặp lại theo tôi. Nhưng đáng lý ra tôi không cần phải la như vậy.
Bài hát không phải bởi năng lực của tôi, nhưng bởi quyền năng của Chúa Trời. Nhưng bởi Thánh Linh của Chúa Trời. Ngọn núi này phải bị di dời, chẳng phải bởi sức mạnh tôi, nhưng bởi Thánh Linh của Chúa Trời. Trong danh Giê-xu, ngọn núi này phải được di dời trong danh Giê-xu Christ, bởi Thánh Linh. Chúa Trời đã phán như vậy. Bạn đã nghe chưa? Bởi Thánh Linh của ta mà các ngươi có thể di dời ngọn núi. Bởi Thánh Linh của ta mà các ngươi có thể nghe được ta. Bởi Thánh Linh của ta mà các ngươi có thể quăng lời của ta. Cảm ơn Chúa Giê-xu, tôi được tự do. I'm free, we are healed. Thank you, Jesus. I'm healed. My neck is free. I can walk my